trời về chiều Isaac đi ra ngoài đồng để suy gẫm. Isaac là con của ai? Con một. Cho nên cũng cô đơn lắm, con độc, con một. Cho nên đi ra ngoài đồng, chàng ngước mắt lên và chợt thấy đàn lạc đà từ đâu đang đến gần. Chúng ta thấy khi mà Isaac đi ra ngoài đồng á, suy gẫm, không có plan trước, nhưng mà somehow có một cô rất là đẹp đứng bên kia. Không, cô kia, cô này hai chân, không phải bốn chân. Một cô hai chân rất là đẹp đứng ở xa. Thì cô bắt đầu cô ngắm, cô suy gẫm, ổng suy gẫm kiểu Ngô Từng là không nhắm mắt. Mở mắt, thì ổng mở mắt thấy cô đó đẹp quá, cái cô đó cô che lại. Ở thời xưa là đẹp thì che lại, đây thời này ngược lại, đây diễn xe khoe trơn. Cho nên cô che lại. Khi cô che lại thì ông càng để ý hơn. Tại vì cái gì mà mình càng che thì họ càng tò mò hơn. Sau hồi ông tò mò, ông nói với mấy người đó, ai đó? Thì mấy người hầu nói là Rebecca. Thì sau khi đó ông chấm ngay cô Rebecca luôn. Tại đẹp quá, Rebecca là một trong những người đẹp ở trong Kinh Thánh. Thì chấm cái người đẹp đó quá. Cuối cùng sao? Isaac đưa Rebecca vào trại của Sarah mẹ mình, cưới nàng làm vợ và yêu thương nàng. Vậy Isaac được khuây khỏa sau cái chết của mẹ mình. Có nghĩa là Chúa đã chuẩn bị. Khi chúng ta suy gẫm điều gì, Chúa chuẩn bị, Chúa chuẩn bị cho Isaac. Đâu phải ông đi ra ngoài ông kiếm vợ, ông đâu ra ngoài đi thả dê, ông đi ra ngoài ông chỉ suy gẫm với Chúa thôi. Nhưng mà somehow có một cô đẹp, rồi cô đó sao làm khuây khỏa cuộc đời sau khi mẹ ông mất. Cuộc đời chúng ta có những lúc chúng ta không expect chuyện gì xảy ra, nhưng mà chúng ta suy gẫm với Đức Chúa Trời thì có những lúc nó xảy ra mà chúng ta sẽ đầy surprise. Như thế nào? Vì Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta mỗi ngày có hai điều mà chúng ta cần phải biết. Đó là sự thịnh vượng và sự gì nữa? Còn cái nữa cho tôi sẽ nghe nha. Thành công. Trong cuộc đời chúng ta ai cũng đòi hỏi tìm kiếm sự thịnh vượng và thành công trong mọi mặt. Quyển sách này chớ xa miệng ngươi, phải không? Trong Giô-suê, hãy suy gẫm ngày và đêm. Nếu mà không suy ngẫm ngày và đêm thì làm sao kiếm được thịnh vượng, làm nhiêu tiền cho chúng ăn hết. Tại mình không suy gẫm đủ, mình làm sai cho nên mất hết. Thì gì? Cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó, đó là Kinh Thánh. Vì như thế con mới được thịnh vượng, là công con đường mình mới thành công. Suy gẫm là chúng ta tìm sự thành công và thịnh vượng trong Chúa. Như thế nào? Và David cũng nói giống như Giô-suê được Đức Chúa Trời phán với ông. Và David ông cũng nói cái câu đoạn 1 câu 1, suy gẫm luật pháp ngày và đêm, giống Giô-suê không? David ông được inherit. Cho nên gia đình chúng ta, con cái chúng ta, nó sẽ bắt chước chúng ta suy gẫm ngày và đêm. Chúng ta không suy gẫm ngày và đêm, chúng ta coi phim trưởng ngày và đêm thì nó cũng coi phim trưởng ngày và đêm. Chúng ta lướt cái gì đó thì nó cũng có lướt cái đó ngày và đêm. Nhưng mà chúng ta suy gẫm lời Chúa ngày và đêm thì như cây trồng ở dòng nước sinh bông trái, mọi việc người làm đều được thịnh vượng. Đây là cái căn bản khi chúng ta suy gẫm. Cho nên khi nói về suy gẫm, chúng ta nhớ một điều duy nhất. Trong nguyên ngữ, trong tiếng Hebrew có khoảng 7 lần, 7 điều khác nhau. Có nghĩa là nói về suy gẫm á, trong tiếng Hebrew có 7 cách mà họ nói suy gẫm. Trong tiếng Hy Lạp có 2 cách để suy gẫm. Giống như tiếng Hy Lạp có 4 loại nói về tình yêu thương, thì trong tiếng Hebrew có 7 cách để họ nói về sự suy gẫm. Chứ không phải suy gẫm giống như chúng ta là suy gẫm ngắm thôi. Suy gẫm đối với Đức Chúa Trời là tóm gọn lại gọi là meditate. Meditate có nghĩa là nhai lại. Nhai lại. Bởi vì cái gì mà nó khó chúng ta cần phải nhai lại. Cái gì nó dễ chúng ta cần nhai lại không? Vẫn cần phải nhai lại. Vì sao? Bởi vì đôi khi chúng ta hời hợt, chúng ta ỷ lại. Ồ, Chúa ban phước tôi rồi, cũng làm gì làm. Ồ, Chúa, cái câu đó là của tôi được phước rồi, không sao. Không, Chúa nói hãy cẩn thận mà nhây lại. Nhai lại, quên, cứ nói nhây lại. Không có nhây, chắc nhây hồi cũng là nhai, không nhây à. Nhai lại nhiều lần, đó là meditation. So, tóm lại chúng ta khám phá hai điều trong sự meditation. Thứ nhất là chúng ta mục đích để suy gẫm, để nghe và thấy. Mục đích suy gẫm để chúng ta nghe và thấy.
Bây giờ khi mà chúng ta nghe và thấy, làm sao chúng ta biết cái điều đó, chúng ta có thể nghe mà thấy được. Khi cái vấn đề xảy ra, chúng ta sẽ thấy dù nước biển ầm ầm xô bọt và các núi rung chuyển, địa chấn, Selah. Selah có nghĩa là chúng ta pause, đó là suy gẫm. Một bài hát trong Thi Thiên gọi là prelude, có nghĩa là họ đọc một khúc đó, họ ngậm xuống, có nghĩa là ngậm nghe đó. Sau bây giờ chúng ta đọc bum 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 bum, ầm ầm sôi bọt rung chuyển, bùng đùng đùng đùng, thì bắt đầu chúng ta nghe điều gì? Chúng ta bắt đầu nghe ở ngoại cảnh, và sau ngoại cảnh đó bắt đầu Chúa sẽ cho chúng ta những gì có. Có một dòng sông nước nó làm vui thành của Đức Chúa Trời, là nơi thánh chỗ ở của Đấng Chí Cao. Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy, nó sẽ không bị rung động. Vừa rạng đông, Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ nó. Chúng ta thấy không? Mới đầu ra chúng ta sẽ nghe, mỗi ngày chúng ta sẽ nghe người này người kia người nọ nói ào ào, nói chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Bắt đầu sao? Selah, có nghĩa là chúng ta suy gẫm, pause lại, thì chúng ta mới thấy có một dòng sông nước nó làm vui thành. Đây là cái cách mà chúng ta phải ngừng lại. Tại vì hai bên mà cơn sóng mà nó bắt đầu nó nhập vô thì sao, nó phải cao hơn. Làm sao chúng ta biết động đất xảy ra, phải không? Cái đất nó nói sao, bên đây nó dập qua thì bên kia nó dập lại, cho nên nó mới nhồi lên, mới có sóng. Thì nếu mà nó dập bên vậy á, thì chúng ta cứ để nó dập bên, nhưng mà chúng ta ngồi lại yên lặng, tự động sao nó sẽ hạ xuống. Tại nó dập con bên như này, nó ùa qua bên cái nó dập xuống. Còn trong khi đó chúng ta cứ dập, dập, dập thì sao? Nó càng cao hơn nữa, giống như lửa nó càng đốt cháy hơn. Và sau đó trong Thi Thiên 46 nói gì? Hãy yên lặng và biết rằng Đức Chúa Trời ta sẽ được tôn cao trong các nước, ta sẽ được tôn cao trên đất này. Hãy yên lặng. Bởi vì nếu mà chúng ta làm việc gì đó mà khiến không thấy Đức Chúa Trời được tôn cao, khi chúng ta yên lặng thì Đức Chúa Trời được tôn cao. Chúng ta lên tiếng thì Đức Chúa Trời sẽ không được tôn cao. Bởi vì sóng gió xảy ra. Chúng ta gặp sóng gió không? Trong tuần qua có gặp không? Gặp nhiều phải không? Lửa cháy bừng bừng, sóng gió phải không? Nếu mà chúng ta yên lặng thì sao? Biết rằng Đức Chúa Trời sẽ được tôn cao. Yên lặng, even cái người mà không tin Chúa, họ còn nói yên lặng là vàng. Mình yên lặng được Đức Chúa Trời tôn cao. Yên lặng không phải chúng ta thua, yên lặng không phải chúng ta yếu, nhưng mà yên lặng để chúng ta rest, an nghỉ. Đức Chúa Trời nó hỡi kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Đó là yên lặng. Tại vì khi mà chúng ta nghiêng về Chúa đó, thì Chúa sẽ gì? Được tôn cao. So bây giờ chúng ta có những trí tưởng tượng. Thí dụ bây giờ mình nói suy gẫm đi. Kinh Thánh thì đọc rồi, bây giờ lời Chúa ứng dụng như thế nào khi chúng ta suy gẫm mình rest được? Phải có một trí óc tưởng tượng. Giống như một đứa trẻ, nó chúng ta đưa cho nó một cái gậy, cái cây, thì nó có gì? Nó có một trí óc tưởng tượng làm thành cây thuốc súng. Nó bắn bèo 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 bèo. Cái đó dẫu là cái cây gậy. Một cô bé nhỏ baby cho con búp bê, nó ôm đó, nó tưởng tượng gì? Nó làm mẹ của đứa baby đó, nó cho ăn, nó cho bú. Chúng ta thấy một cái trí tưởng tượng khi mà chúng ta thấy một điều gì đó. Và bây giờ tôi nói trời đất, thì chúng ta sẽ thấy mây mù phải không? Mỗi người nhìn khác nhau. So bây giờ chúng ta thấy những cái việc gì mà chúng ta có thể, từ mà việc chưa có thành hình mà chúng ta có thể thành hình được. Một người bắt đầu thành hình điều đó, chúng ta phải có trí óc tưởng tượng. Tưởng tượng như thế nào? Khi tôi nói chữ Chúa, chúng ta sẽ nhìn thấy gì? Cái hình của ông người Ý. Nhưng mà đối với những người thuộc về Chúa, chúng ta sẽ thấy gì? Sự rực rỡ sáng rời của Đức Chúa Trời. Và một trong những điều mà chúng ta thấy khi mà nói về trời, thì chúng ta thấy đám mây, chúng ta thấy những cái sự kết hợp gì đó. Nhưng mà đối với tôi, nếu mà nói về Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ thấy gì? Đầu và tóc Ngài trắng như lông chiên, trắng như tuyết, mắt Ngài như ngọn lửa, chân như đồng thánh đánh bóng đá được luyện trong lò, tiếng Ngài như tiếng nhiều dòng nước, tay phải Ngài cầm bảy ngôi sao, từ miệng Ngài lộ ra một thanh gươm hai lưỡi thật sắc, mặt Ngài như mặt trời chiếu sáng cực độ. Chúng ta hồi đó giờ có ai vẽ ra hình này không? Trong khi đó họ vẽ ra cái hình của một người đàn ông
người Ý đem nhau ra thờ. Nhưng mà khi mà tôi nói Đức Chúa Trời hay là Chúa Giêsu thì chúng ta chỉ mường tượng ra một cái hình ông đó thôi. Nhưng mà có bao giờ chúng ta mường tượng ra điều này không? Chúng ta phải có một trí óc tưởng tượng, suy nghĩ ra điều gì đó dựa trên lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta biết. Sau bây giờ chúng ta khi mà Chúa nói suy gẫm thì chúng ta phải suy gẫm gì? Lời của Đức Chúa Trời, chứ không phải ngậm nghe thôi. Mình suy gẫm, bây giờ thí dụ chuyện gì xảy ra, mình suy gẫm như thế nào để nó thành hình được. Giống như thường thường tôi kêu mọi người plan a church, mở hội thánh đi. Thì người đó họ suy nghĩ gì? Tìm cái hội thánh nào để tôi có thể dùng cái chỗ đó để nhóm. Nhưng mà tôi nói khoan tìm. Tôi nói quý vị có thể làm một cái hướng đi, cái model mình đi trước cho mọi người thấy chưa? Có nghĩa là một người chăn chiên, mình là người đi đầu tiên. Mình có làm một model, một kiểu mẫu trước chưa? Đừng suy nghĩ là tôi phải có building như thế này, tôi sẽ giảng giống như ông này, tôi sẽ cầu nguyện như ông này, tôi sẽ có như bao nhiêu tiền, raise fund bao nhiêu như vậy đó. Mọi người đều suy nghĩ điều đó. Nhưng mà tôi nói khoan, đừng có suy nghĩ điều đó. Quý vị nếu mà chưa suy nghĩ ra thì đừng bao giờ mở hội thánh. Quý vị sẽ thất bại. Mình suy nghĩ đầu tiên cái cuộc đời mình á, có phải là một cái model, có nghĩa là một kiểu mẫu giống như một người chăn chiên mọi người đi theo được không? Hay là người ta thấy mình người ta bỏ chạy hết? Đó là cái đầu tiên. Thì chúng ta đời sống chúng ta, mỗi người trong gia đình, khi mình nói cái sự suy gẫm là mình nghĩ đến gì? Cái kiểu mẫu. Kiểu mẫu như thế nào để ra thành một cái hình mà chúng ta sẽ thấy sự thật mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho. So bây giờ bước thứ nhất chúng ta thấy sự chiếu ra. Thường thường tôi không muốn dùng cái câu này để chúng ta cảm thấy mình có cái sự tham lam chút xíu. Bây giờ mình suy nghĩ nè, hãy tin mình đã nhận được rồi. Tại nãy giờ mình đang nói cái trí tưởng tượng, mình để cái sự tưởng tượng nó suy gẫm, mình thấy được đó. Mình đang cầu nguyện, mình suy gẫm mà. Bây giờ mình thấy mình đã được rồi. Bây giờ đã từng mà cầu nguyện mà xin chiếc xe mà mình thấy được chiếc xe đó rồi á, và tự động chiếc xe đó xảy ra, có không? Người vợ, người chồng mình cầu nguyện làm sao đó mình thấy cái người đó đẹp đẹp vậy đó, có thấy không? Thấy không? Anh Chù thấy rõ lắm, thấy ngay trước mắt luôn. Và chúng ta có bao giờ không nói. Bây giờ có bao giờ chúng ta có con á, bắt đầu có bầu á, thường thường có bầu á, chúng ta thường thường có thấy cứ con mình giống ai không? Chúng ta có thấy không? Vậy bây giờ á, dựa trên cái câu thánh này, tại khi mà chúng ta nói về cái sự suy gẫm là suy gẫm những gì mình sẽ được thịnh vượng và thành công, bây giờ mình suy gẫm như thế nào mình thấy được không? Bây giờ cách nào mình thấy được? Tại Chúa nói là đã thấy được rồi, mình đã được rồi đó, có nghĩa là Chúa cha đã cho rồi đó, mà bây giờ mình suy gẫm như thế nào để nó thành hiện thực mình xảy ra trước mắt này. Bây giờ nhu cầu lớn nhất của chúng ta là gì? Nếu ra tôi cầu nguyện cho thiệt có đó, có người cầu nguyện xin có bạn trai vừa đi ra gặp liền đó. Bữa sau gọi tôi nói ông sư cầu nguyện sao nhanh vậy. Mà cái người đó hình như cũng không thích lắm. Bây giờ cái đầu tiên mà chúng ta thường thường có hai điều trong cuộc đời chúng ta, là thứ nhất là sự thịnh vượng về tài chính, chúng ta thường thường cầu nguyện gì đó. Cái thứ nhì là chúng ta cầu nguyện về gì? Sức khỏe. Bây giờ có những bệnh tật, chúng ta nhìn thấy cái bệnh đó hết chưa? Có bao nhiêu lần chúng ta cầu nguyện thấy cái bệnh đó hết chưa? Chưa phải không? Chưa kinh nghiệm được đâu không? Tao đã trải rất là nhiều điều, tôi nhìn thấy được hết tất cả những điều. Tại chúng ta cái gì chúng ta cũng phải tập, tập nó mới quen. Con người mình có một cái thói quen, mình quen cái điều gì đó là mình thấy cảm thấy nó bình thường thôi. Tôi mỗi khi tôi cầu nguyện cho ai đó, quý vị tin không tin, nhưng mà tôi thấy đã xong rồi. Tôi thấy điều đó nó quen rồi, từ xưa giờ nó thấy nó quen rồi, không có gì xa lạ trắng. Quý vị nghi ngờ cái chuyện đó là chuyện quý vị, mà chuyện tôi thấy là tôi thấy, cái đó là vấn đề của người ta. Còn cái vấn đề của mình á, là Chúa muốn cho mình thấy,
Mình muốn thấy là mình muốn thấy, còn cái người không muốn thì kệ họ. Sau bây giờ khi chúng ta cầu nguyện điều gì để được điều đó. Bây giờ bệnh tật là tôi nói, bây giờ tiền bạc để các con bên ha. Bây giờ bệnh tật, thí dụ chúng ta bị đau hay bị gì đó, bây giờ nhìn như thế nào để hết. Cái problem của chúng ta đó là khi chúng ta nhắm mắt cầu nguyện là chúng ta thấy thứ nhất là bác sĩ, thứ nhì là thấy thuốc, cái tủ thuốc nằm đâu. Dạ. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện mà chúng ta cứ suy nghĩ về vấn đề con người mình á, thì chúng ta sẽ không bao giờ xảy ra. Chuyện đã không bao giờ được lành tránh. So, cái vấn đề đầu tiên mà chúng ta cần phải đặt duy nhất mục đích để nghe và thấy là chúng ta phải biết có này rồi. Chúng ta nghe rồi, chúng ta thấy rồi thì mới có xảy ra. Còn chúng ta không tin, không muốn thấy mà nghi ngờ thì chúng ta sẽ không bao giờ thấy hết. Theo Chúa suốt cả cuộc đời mình giống y chang. Tôi nói điều này không phải là chúng ta tham lam, nhưng mà chúng ta sẽ thấy những điều mà Chúa ban cho. Điểm thứ nhì, trong Ma-thi-ơ, khi chúng ta muốn thấy thì chúng ta phải tìm một nơi kín, a secret place. Một nơi đó Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu cũng làm. Khi cho dân chúng về rồi Ngài đi riêng lên núi để cầu nguyện, đến tối Ngài vẫn ở đó một mình. Có nghĩa là lúc mà chúng ta mỗi ngày á, chúng ta cần phải có một nơi riêng. Chúng ta biết cái đầu tiên mà Đức Chúa Giê-xu làm điều gì? Chúa đi ra đồng vắng đầu tiên trước khi Ngài làm một phục vụ. Cho nên một số chúng ta bắt đầu bước vào hầu việc Chúa hồi đó, giờ tàn chơi thôi đó. Bắt đầu mình muốn hầu việc Chúa đó, tự nhiên mình đâu trong đồng vắng á, thử thách ngó qua này thử thách, ngó lại đây thử thách, ngó bên kia thử thách. Nó xảy ra nhiều thứ trong cuộc đời chúng ta. Tại vì Chúa muốn gì? Chúng ta nghe được tiếng Ngài. Khi sóng gió xảy ra mình mới nghe được tiếng Chúa. Còn nếu mà cái chuyện mà tàn vậy, chúng ta sẽ không bao giờ thấy. Cái chuyện đó là chuyện bình thường, người kia không tin Chúa không cũng y chang như mình thôi. Nhưng mà khi chúng ta ở trong đồng vắng thì chúng ta sẽ thấy và nghe tiếng Chúa. Trước nhất chúng ta phải gì? Phải có một nơi riêng. Và sau khi đó, khi Chúa thực hiện rõ, trong những ngày đó Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện, Ngài thức thâu đêm cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Đến sáng hôm sau, Ngài gọi các môn đồ đến và chọn 12 người trong số đó, gọi là 12 sứ đồ. Trước khi Ngài quyết định điều gì thì Ngài làm gì nữa? Ngài thức thâu đêm cầu nguyện. Ở đây bao nhiêu người thức thâu đêm cầu nguyện? Hôm trước có tổ chức rồi, chưa đủ trên đầu ngón tay. Cảm ơn một số chúng ta thâu đêm nổi, còn số ngủ hết, trong đó có tôi cũng ngủ luôn. Tại vì sao? Nó mệt quá. Nhưng mà có những lúc chúng ta thâu đêm cầu nguyện để làm gì? Nhớ tôi nói về vấn đề khi mà chúng ta ngủ là gọi là gì? Là chết. Cho nên cái người đó muốn có sự quyết định ngày hôm nay. Chúa muốn quyết định chọn bao nhiêu 12 môn đồ đó, Chúa thâu đêm để Chúa quyết định điều quan trọng. Cuộc đời chúng ta đôi khi chúng ta ngủ không được. Tôi biết quý vị ngủ không được rồi quý vị coi phim thôi. Chứ thật sự nếu mà ngủ không được, chúng ta phải cầu nguyện thâu đêm. Chúa đặt để chúng ta điều đó, để chúng ta cầu nguyện điều gì đó nó xảy ra mà chúng ta quyết định điều quan trọng. Chứ không phải là bữa đó tự nhiên mình mất ngủ đâu. Mất ngủ không phải, nó không có lý do. Có một lý do gì đó, Chúa muốn kêu chúng ta làm gì đó. Chúng ta phải hỏi Chúa, bây giờ con ngủ không được, con nhắm mắt không được, mắt đâu mở trào tráo. Hỏi Chúa, con làm gì Chúa? À, đọc Kinh Thánh cái buồn ngủ ngủ hơn. Chúng ta có thể đọc Kinh Thánh bất cứ điều gì. Mình mỗi đêm á, mà mình mất ngủ, mình mở mắt trao tráo ra hỏi Chúa, bây giờ Chúa, con chưa ngủ được, Chúa muốn con nghe cái gì, Chúa muốn con nhìn thấy gì, và con muốn suy gẫm Chúa cái điều gì, và bây giờ điều gì Chúa muốn cho con thấy mà con sẽ thực hành bây giờ. Thì khi chúng ta có những điều đó xảy ra, một hồi Chúa sẽ cho giấc ngủ trở lại. Bởi vì sao? Bởi chúng ta nghe và chúng ta thấy rồi thì Chúa nói ok, giờ con đi ngủ đi, xong rồi. Còn hồi nãy giờ Chúa cho chúng ta trằn trọc để cho chúng ta thấy được những gì chúng ta cần phải làm. Có những lúc chúng ta cần phải giải quyết. Nhưng mà nửa khuya nửa đêm đừng gọi điện thoại ai. Okay, 2-3 giờ sáng tự nhiên nói tôi cần giải quyết chuyện này, gặp bác gọi lên rồi. Xong rồi cái chuyện đó không giải quyết mà kia chửi mình. Giải quyết giữa mình với Chúa. Thì cái chuyện Chúa giải quyết với người kia, cái chuyện của Chúa. Mình với Chúa là cần nước rất.
rồi chuyện Chúa làm việc cái điều gì đó mình không biết được, cái đó là chuyện của Chúa, đừng xen vô. Và sau đó Chúa cũng làm như thế này. Chúa đến nỗi có một cái thói quen á, mà cái người phản Chúa còn biết chỗ đó luôn. Có những lúc chúng ta cầu nguyện theo thói quen của mình á, hay là mình làm điều gì theo thói quen á, cái người không thích mình cũng biết mình đang cầu nguyện cho họ luôn đó. Dù ra biết Chúa ở đâu luôn, cho nên tới mới tìm ra được. Thường thường cái người sắp phản Chúa, thường thường họ đi đêm, họ làm gì đó, họ không biết Chúa ở đâu. Chúa có thể đi chỗ khác, nhưng mà Chúa không dời chỗ khác, Chúa vẫn ngay tại chỗ đó Chúa cầu nguyện. Và Chúa đến ngay tại chỗ đó là quen rồi. Sao? Tại sao? Tại nơi đó có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúng ta quen nơi nào đó, chúng ta cầu nguyện nơi đó. Dẫu cái người đó chống đối phản chúng ta, ghét chúng ta, người đó ngay chỗ đó biết chúng ta đang cầu nguyện, thì người đó cũng không làm gì được đâu. Tại sao? Bởi lúc đó chúng ta đang cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Họ đâu làm được gì Chúa Giêsu đâu. Họ phải kéo Chúa Giêsu lên đồi Gô-tha để treo, chứ là họ đâu giết Chúa ngay tại đường Gethsemane. Họ không thể giết chúng ta ngay tại cái chỗ chúng ta cầu nguyện. Chúng ta không thể bị tiêu diệt ngay cái nơi mà Chúa đặt để chúng ta cầu nguyện. Chúng ta thấy Chúa Giêsu ở tại đó, Phi-e-rơ xách gươm ra chém, Chúa cho vào tay gắn lại. Chúa nói chỗ này không có violence, chỗ này không phải là chiến tranh, chỗ này là chỗ chúng ta tương giao với Đức Chúa Trời, dẫu kẻ phản đã đến rồi. Sau vấn đề, Đức Chúa Trời nói như thế này: nhưng khi con cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện với Cha trên trời, đấng hiện ở trong nơi kín đáo, và Cha của con đấng thấy nơi kín đáo sẽ ban thưởng cho con. Cái câu này thường thường chúng ta dùng rất nhiều để chúng ta cầu nguyện riêng. Chúng ta vô cái closet, vô cái tủ áo, mỗi người có một cái nơi riêng kín đáo mình cầu nguyện. Nơi đó giữa mình với Đức Chúa Trời nói chuyện thôi, người kia không nghe, người bên cạnh không nghe. Bởi Chúa ban thưởng chỗ kín đáo. Chúa ban thưởng chúng ta không phải ban thưởng nhưng con người đưa lên, nhấc chúng ta lên rồi ban thưởng nhà, bữa sau đạp xuống. Còn Chúa secret, hè con triệu xài đi con. là cho gia trống được ha. Con vợ đẹp nè con. Chúa ban chúng ta secret. Tại sao mà secret vậy? Có những lúc á, con người mình nhìn thấy nè, họ ganh tị. Đức Chúa Trời á, không muốn cho chúng ta trước mặt mọi người, nhưng mà Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta chỗ riêng tư kín đáo đó, để không có sự ganh tị. Bởi vì Đức Chúa Trời công bằng, Ngài ban cho những người mà yêu mến Ngài, và cái người không yêu mến Ngài họ sẽ ganh tị những gì chúng ta được. Cho nên khi mà chúng ta cầu nguyện ở secret với Chúa đó, Chúa ban thưởng cho chúng ta, người kia không hay gì trơn. Không phải người kia không hay là mình giấu luôn. Bởi vì sao? Nó không có sự ganh tị. Đức Chúa Trời rất là kỹ. Sao chúng ta được cái điều gì mà Chúa cho chúng ta, nên kiếm chỗ nào vắng vẻ gặp Chúa. Vắng vẻ là có nơi đó là không có ai để ý chúng ta cầu nguyện. Thì khi không ai để ý cầu nguyện á, Chúa sẽ ban rất là nhiều. Ai kinh nghiệm điều này? Mình nói chuyện với Chúa secretly. Đừng có đến kêu ông này nổi tiếng, ông kia cầu nguyện xin này, ông kia ông xin này. Chúa nói kiếm chỗ nào secret, nói chuyện riêng với Chúa, cho những điều người ta không biết mình có. Kết luận có hai điểm. Thứ nhất, mục đích chúng ta suy gẫm để làm gì? Suy gẫm là chúng ta muốn gì? Nghỉ ngơi. Cái mục đích chúng ta muốn suy gẫm để chúng ta nghe và thấy. Thì chúng ta nghe được tiếng Chúa, chúng ta thấy được Chúa, thì chúng ta nói, Chúa ở đây rồi, con đâu cần làm gì. Còn khi chúng ta vẫn còn bung ba tìm kiếm, làm cái này làm cái kia, giải quyết chuyện này, giải quyết chuyện kia, giải quyết chuyện nọ, thì chúng ta sẽ không bao giờ rest. Tại khi chúng ta rest, chúng ta nghỉ, chúng ta sẽ gì? Sẽ nghe. Ai đây tới cái chỗ ồn ào mà chỗ đám cưới đó, mà quý vị nói chuyện, đố quý vị nói chuyện với người kia biết chúng ta nói gì? Tôi kỳ nhất mà đi đám cưới mà cứ hát nhạc xô, mà cứ hát rầm 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 á, mà ngồi kế cái loa mà từ đầu tới cuối nói chuyện không ai nghe gì, mà thấy văng nước miếng đầy mặt hồi về, cái mặt ướt nhẹp nhẹp luôn. Chúng ta cần phải yên lặng thì chúng ta mới rest. Mà chúng ta rest thì chúng ta thấy được sự hiện diện của Chúa. Bây giờ mỗi ngày yên lặng của mỗi người khác nhau, mỗi người hướng khác nhau để nghe tiếng Chúa.
Và khi chúng ta nghe tiếng Chúa, chúng ta sẽ thấy nè, cái nơi kín đáo, Chúa sẽ cho chúng ta những cái chìa khóa, the key. Cái nơi kín đáo, chúng ta sẽ nhận được cái chìa khóa của Đức Chúa Trời. Những cái chìa khóa mà Chúa cho chúng ta, đó là sự thịnh vượng và thành công. Mở lên cái thịnh vượng thành công, hãy mở lên đi. Nơi đó Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta. Vì nơi đó lúc nào cũng có dòng nước chảy, Chúa ban cho. Tôi nói thịnh vượng thành công này, chúng ta xóa những gì giống như con người đời họ so sánh tiền nhiều và cao nhiều hay những gì nhiều đi. Bây giờ cái sự thịnh vượng của chúng ta là gì? Rest, đúng vậy. Mọi người bôn ba giờ này còn đi làm, mọi người bôn ba còn làm điều kia điều nọ, trong khi đó chúng ta làm sao? Rest, enjoy, enjoy. Đừng có suy nghĩ đến là tôi tới retire rồi tôi mới rest. Nhiều người nói ồ ráng làm cho tới retire. Lúc mà tới retire già rồi ăn cũng không được, ngồi thì mệt, đau lưng. Yeah. cho nên Chúa muốn chúng ta dẫu tuổi nào đi đó, chúng ta nhận được cái chìa khóa của Đức Chúa Trời, đó là sự thịnh vượng. Cái sự thịnh vượng trong Chúa là mỗi ngày chúng ta cảm thấy nó rest. Cái việc sóng gió xảy ra chúng ta vẫn rest. Có sóng gió không? Có. Sóng nó lúc nào nó đâu bao giờ yên đâu. Gió đâu lúc nào yên đâu. Lúc nào cũng có hết trơn á. Nhưng mà làm sao chúng ta có thể rest được? Bởi vì chúng ta có chìa khóa. Tại vì sao? Chúng ta suy gẫm ngày và đêm. Ngày và đêm suy gẫm với Chúa thì chúng ta sẽ rest thôi. Bây giờ mỗi người thò tay vô lấy cái chìa khóa ra. Chúa nói còn mỗi ngày, mỗi sáng con đến với ta, tối con đến với ta. Cái khúc giữa đó con còn bôn ba những công việc làm thì ok. Nhưng mà sáng con gặp ta, tối con gặp ta, lấy chìa khóa ra cho nói nhờ rest. Ngủ ngon không? Ngon. Đây ai không ngủ ngon? Lấy tiền chắc lên thử coi ngủ ngon không? Lấy vài ký tiền đô la chắc lên thử. Ngọc thở chết đúng không? Chúng ta nghĩ về tiền á thì chúng ta sẽ nặng ngực. Chúng ta nghĩ về tình á thì nó đau tim. Chúng ta nghĩ về problem á thì nó đau bụng. Nghĩ về việc gì đó thì nó đau vòng vòng, cứ vào nhà nó vòng như nè, nó đi vòng như nè. Nhưng mà trong khi đó người ta cứ để rest như nè. Cái gì mình tin mình đã được rồi sẽ có. Tin mình đã được. Cái chìa khóa đó chữa lành bệnh tật của chúng ta. Chìa khóa đó giải quyết mọi cái problem của chúng ta. Cái chìa khóa đó cho chúng ta thịnh vượng kể trong tài chánh. Cái chìa khóa đó cho chúng ta hạnh phúc trong gia đình. Chìa khóa đó cho chúng ta dạy dỗ những điều mà chúng ta cần phải dạy dỗ. Và chìa khóa đó lời nói chúng ta ra nó có sự ân hậu trong đó. Và chìa khóa đó mở ra những lời mà nói mà nó có power, cái quyền năng của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Đó là chìa khóa Chúa cho chúng ta.